Honda đã thiết kế cái đường này ở đây thì nó phải sáng lên chứ. Tại sao khi bật chìa khóa nó không sáng? Trả lời như vậy mình thấy không thuyết phục. Không thuyết phục vì á, Honda nó đã bán ra, nó đã có cái đường đèn này ở đây rồi. Rõ ràng có mắt mình nhìn thấy cái đường đèn đấy. Đây, mình lấy một ví dụ bản Smarty cho anh em ha. Ở đây có một con Vixit này đó. Đây Vixit nha. Đó. Mở chìa khóa lên là cái đường đèn Demi, con Vixit là đường đèn Demi là đẹp nhất trong tất cả các chiếc xe của Honda. Đó. Mà nó cái đường đèn nó có sẵn vậy thì mở lên là sáng thôi. Hello đại gia đình nha. Thì bữa nay mình làm cái clip này mình cũng hơi bức xúc một vấn đề nhỏ của cái con Vision bản tiêu chuẩn là bản màu trắng này nè. Thì cái con này hôm bữa là mình đi mua với ông anh mua cho đứa cháu thì ban đầu á nhân viên tư vấn của VisaCorp có nói là cái bản tiêu chuẩn này thì nó rẻ hơn cái bản cao cấp. Thì nó rẻ hơn bản cao cấp thì nó chỉ rẻ hơn ở một chỗ duy nhất thôi. Đó là nó rẻ hơn vì nó không có chìa khóa smart key. Tức là nó không có dùng chìa khóa smart key mà nó dùng chìa khóa cơ, là chìa khóa truyền thống á. Đây mình sẽ quay cái chìa khóa truyền thống cho anh em xem nha. Đây. Đây là chìa khóa truyền thống. Đây. Như vậy là khi dùng chìa khóa truyền thống thì anh em sẽ không có dùng cái smart key để bấm mà muốn mở xe thì phải vặn nó lên. Thì cái này anh em biết rồi đúng không? Vì nó rẻ hơn cho nên nó dùng cái chìa khóa này. Chìa khóa này nó có mấy trăm ngàn thôi. Đó, còn chìa khóa smart key nó tới 3,5 triệu là. Đó, nó rẻ hơn là rẻ hơn ở chỗ đó. Tuy nhiên á, nó chỉ rẻ hơn ở chỗ đó và cái màu sắc là bản tiêu chuẩn là nó có một màu trắng duy nhất bản 2022 này. Là nó màu trắng. Còn các bản cao cấp khác nó không có màu trắng. Nó màu đỏ, màu xanh, màu rêu, màu đen, màu gì đó, lum hết. Tuy nhiên thì tư vấn vậy xong rồi ha, kỹ rồi ha. Cái mình mới chốt, mình mua. Thì khi mình mua gắn điện xong hết, gắn bình vô. Mình đi gấp mà, mình cũng đâu để ý đâu. Đèn đài, điện đài lên hết rồi. Tuy nhiên á, quý vị nếu quý vị nhìn thấy kỹ nè. Ở đây nó có một cái đường đèn Demi. Cái bản 2022 á, nó có cái đường Demi này. Chạy dọc xuống dưới đây hình chữ L nè. Xin lỗi, hình chữ V. Nói lộn hồi nói chữ L nữa. Nó lộn lẹo lưỡi thôi quý vị, xin lỗi nha. Hình chữ V. Hình chữ V này nó giống như chiếc gọi là chiếc SH đời 2017, 18, 19 á. Là nó chữ V. Cái đèn này thì nhiều người rất là thích. Cá nhân mình cũng thích nữa, nó sáng lên thích. Đó. Tuy nhiên thì cái bản tiêu chuẩn nó vẫn sáng chứ đúng không? Đó, Honda đã thiết kế cái đường này ở đây thì nó phải sáng lên chứ. Tại sao khi bật chìa khóa nó không sáng? Về nhà rồi mình bật chìa khóa nó không sáng. Mình bật chìa khóa lên cho quý vị xem. Đây. Đó, bật chìa khóa rồi. Bật chìa khóa rồi nha. Nó không có sáng. Mọi cái khác ok bình thường hết, nhưng mà chỉ có cái đèn Demi này nó không sáng đâu. Đó, bản cao cấp thì nó sáng, còn bản này không sáng. Cái mình mới nhờ ông anh nói gọi lên tổng đài của thằng VisaCorp. Thì tổng đài nó trả lời là bản này, đèn này, tuy là nó có cái đèn Demi này nè, tuy là nó có ở đây, nó có gắn đèn Demi ở đây, nhưng mà không thể sáng được. Bản chìa khóa cơ nó không sáng được, vì Sparky nó mới sáng. Thì mình mới được trả lời như vậy. Mình thấy không thuyết phục. Không thuyết phục vì á, Honda nó đã bán ra, nó đã có cái đường đèn này ở đây rồi. Rõ ràng có mắt mình nhìn thấy cái đường đèn đấy. Nó chỉ cần gắn một cái sợi dây điện vô thôi là nó sáng rồi. Còn cái việc mà bản thân smart key hay là chìa khóa thường á, đây mình lấy một ví dụ bản smart key cho anh em ha. Ở đây có một con Vixit này đó. Đây Vixit nha. Đó. Mở chìa khóa lên là cái đường đèn Demi, con Vixit là đường đèn Demi là đẹp nhất trong tất cả các chiếc xe của Honda. Đó. Mà nó cái đường đèn nó có sẵn vậy thì mở lên là sáng thôi. Mình có thể tắt, mình có thể mở. Nè, tắt nè, mở nè. Đèn sáng vô cùng luôn. Vậy thì cho dù có smart key không có smart key nó đã có là nó phải sáng chứ. Con Vixit đời cũ dùng chìa khóa cơ nó vẫn sáng kìa. Thì
thì cái chìa khóa cơ của con Vision cũ nó vẫn sáng. Thì tất nhiên cái con Vision này chìa khóa cơ thì vẫn phải sáng chứ. Mình có một ông anh chạy Vision chìa khóa cơ nữa, đời 2016. Còn con này là Vision đời 2019. Đó. 19 nè, con Vision là đời 2019 là Smart Key. Thì tất nhiên Smart Key là cao cấp nhất rồi, cao cấp là do cái Smart Key đó thôi và cái màu sơn thôi. Mình có một ông anh khác chạy con Vision 2017 xin lỗi nha. Thì nó dùng chìa khóa cơ. Ông chạy chìa khóa cơ là ông muốn chạy cái bản chìa khóa cơ thôi. Chứ cũng không phải là vì không đủ tiền 3,5 triệu đó mà mua Smart Key, mà ông thích cái chìa khóa cơ ông mua chìa khóa cơ. Như vậy thì nếu mà so ra con Vision này thì nó vẫn là chìa khóa cơ. Thì cái đường đèn này nó có hiện diện ở đây thì tất nhiên là phải mở lên. Khi mở chìa khóa lên thì nó phải sáng chứ. Mở chìa khóa lên nó phải sáng chứ, tại sao nó không sáng? Mặc dù đề lên luôn nó vẫn không sáng nha. Xe người ta chưa cần đề nó đã sáng rồi. Xe này đề luôn vẫn không sáng nha. Mình đề cho quý vị xem. Đề luôn, chạy luôn cho quý vị, để quý vị nói là mình. Đó. Đây. Đề lên nha, đề lên rồi mà cái đèn đề mi nó vẫn không sáng. Chỉ có đèn pha sáng thôi. Đèn đề mi vẫn không sáng. Đây đèn đề mi không sáng. Nha, mình che lại nha. Đèn đề mi vẫn không sáng. Không sáng miếng nào hết trơn. Rồi. Như vậy thì mình sẽ qua head khác, đại lý Honda khác, mình sẽ hỏi kỹ thuật chuyên sâu về vấn đề này. Phần này gọi là phần 1 nha. Mình rất là bức xúc luôn á. Vì mình nhớ là đi đường mình thấy những cái con xe màu trắng này nè, nó sáng. Mà bây giờ con này nó không sáng. Thành ra quý vị nào xem kênh mình mà có xài cái con này mà nó sáng lên được thì quý vị chỉ cho mình với nha. Quý vị comment phía dưới giùm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Mình sẽ có một cái clip thứ hai để đi tìm câu trả lời ở những cái hack khác. Nếu mà hack khác mà trả lời mà sáng lên được á thì mình sẽ quay về cái hack Visacop. Mình sẽ chửi nó một tăng. Rồi. Ok, quý vị nha. Quý vị đón chờ cái clip tiếp theo nha. Cảm ơn quý vị. Quý vị nào mà dùng bản này, bản tiêu chuẩn mà nó sáng lên được cũng comment xuống dưới giùm mình nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha.